Vâng, thưa quý vị, khi nhắc đến sâm, một trong những loại thảo dược quý, thì người ai nấy cũng đều thích sử dụng. Trong đó bao gồm sâm nhung, sâm linh chi, sâm ngọc linh, sâm đất, vân vân. Nhưng mà trong đó có một loại sâm mà không ai thích sử dụng cả. Là sâm gì ạ? Sâm gì ạ? Vâng, các bạn khán giả của chúng ta quá giỏi. Vậy thì trọng tính chốt lại câu trả lời đi nào. Mọi người đồng ý với câu trả lời là sâm lài không ạ? Vậy thì vì sao gọi là sâm lài? Bởi vì là khi đọc lái là cái gì ạ? Chính xác. Quá vậy giỏi. Thì mời mọi người cùng thưởng thức một tiểu phẩm mang tên sai lầm đến từ tập thể 11A1. Lâm là con của một gia đình giàu có truyền thống làm bác sĩ. Vì vậy, ba mẹ Lâm luôn muốn con mình đi theo ngành bác sĩ để có thể nối nghiệp thế hệ đi trước. Tuy nhiên, Lâm có niềm đam mê với ngành điện ảnh. Điều này đã thổi bùng ngọn lửa xung đột trong gia đình của họ. Con đã nói với ba mẹ biết bao nhiêu lần rồi. Con không thích cái nghề bác sĩ, con không thích học cái ngành nghề đó. Con nghĩ kỹ lại đi. Gia đình của mình á là ba đời nay, từ thời kháng chiến chống Mỹ tới bây giờ rồi, ai ai cũng theo học ngành bác sĩ. Không lẽ con muốn một mình con á mà phá vỡ truyền thống tốt đẹp đó của gia đình mình hả? Cái ngành điện ảnh của con á chỉ là một cái mớ hỗn độn rồi. Cho dù nó có là truyền thống của gia đình mình, nhưng mà nghề nghiệp tương lai là do con tự quyết định, ba mẹ gì có quyền ý kiến. Ba mẹ là ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi. Ba mẹ là bác sĩ nổi tiếng, có danh tiếng nè, có tiền tài nè. Nếu mà sau này con theo học ngành bác sĩ á thì ba sẽ giúp được con rất là nhiều. Con hiểu mà Long? Con không hiểu, và cũng không bao giờ muốn hiểu. Nghĩ cho con hả? Con đã quyết định thi vào cái ngành nghề này rồi. Nếu ba mẹ cứ ép con quá đáng, con sẽ bỏ nhà ra đi đó. Con dám. Sao đây không dám? Nếu ba mẹ cứ quá đáng, con sẽ bỏ nhà ra đi luôn. Cái đồ mất dạy, mẹ nuôi con mười mấy năm trời rồi, bây giờ con trả ơn mẹ như vậy đó hả Long? Mẹ cho con ăn học đầy đủ và sẵn tương lai cho con. Cái cuộc đời con sau này chỉ học và làm theo những gì mẹ sắp đặt sẵn thôi. Khó lắm hả Long? Sao lại con lại cứ đâm đầu theo cái ngành điện ảnh vớ vẩn của con để làm gì vậy hả? Hả Long? Được, con sẽ chứng minh cho ba mẹ thấy không có cái nghề bác sĩ này con vẫn sống tốt. Lâu, con đi đâu vậy Lâu? Báo đây, báo đây, báo 11A1 số mấy nhất đó. Mua báo mình trời. Báo báo cái gì, đang bật tôi nghe. Vậy cha, anh có bình thường không vợ? Tôi bán báo thôi mà. Thôi, nhìn bộ dạng của anh là tôi biết anh cũng không có tiền rồi. Anh là học sinh chứ gì, mới bị đuổi khỏi nhà phải không? Vậy gì? Homeless people chứ gì? Thôi ra thôi, gian thất nghiệp phải không? Thôi, giờ tôi nói anh nghe nè. Sáng sớm, coi như tôi bán phòng lòng, tôi cho anh tờ báo này, anh đọc đi. Tôi nói anh nghe, anh mà không đọc tờ báo này là anh xâm lại anh đó. Ôi, ủa, anh sai lầm chứ? Anh đọc đi, hoài hoài đi, lấy lẹ đi. Vậy nghe, tôi còn đi chỗ khác bán nữa. Trời đất ơi, thằng này nó đẹp trai mà nó bị khờ. Để coi, Phương Hảo Sport siêu xe mọi mặt hàng. Nhóm nhạc ba con cá debut album đầu tái. Nghe toàn mấy cái thứ vớ vẩn gì không à. Tiễn một diễn viên cho bộ phim mới của diễn viên 11A1. Thời của mình tới rồi. Long đến điểm hẹn casting, tại đó có rất nhiều diễn viên khác tham gia thử vai. Trời ơi, ngồi gì đâu mà quê dữ trời. Có kìa. Ấy thiệt chứ. Ghê quá. Người ta thường nhắc tên em như đại như trời ơi, sao mà đẹp dữ trời. Sao mà đẹp dữ trời. Em nè, sao mà đẹp dữ trời. Người về mặt keo. Dữ dữ trời. Kiểu mà keo nữa. Trời quá đẹp quá đẹp. Thấy chưa, người ta á là đại minh tinh Quỳnh Kitty, là người được mời tham gia vào bộ phim này và đảm nhận luôn vai chính đó trời. Ảnh cỡ đó, cậu cỡ nào? Lại nói câu nghe quê dễ sợ luôn trời. Quê thiệt á trời. Mời thí sinh số 05. Cậu mới tới đúng không? Thôi được rồi, cậu cầm lấy kịch bản đi. Cậu diễn thử cho tôi một phân đoạn ngắn cho tôi xem thử nha. Rồi, cậu lên diễn luôn đi.
Cắt cắt đi. Quá xuất sắc rồi. Unbelievable. Cậu diễn xuất sắc một văn đoạn ngắn vậy mà chỉ cần cầm kịch bản một vài lần, đúng là tài năng hiếm có mà. Tôi thấy cậu là có tố chất đóng vai chính trong bộ phim tới sắp tôi, của tôi đó. Thôi rồi, cậu đi ra đây nói chuyện với tôi một chút xíu đi ha. Người chúng ta là hậu đồng luôn. Hôm nay cá đến đây thôi nha. Nhìn mà tức, chắc chuyện này nó tính giành luôn vai chính của tao quá à. Trời ơi, chị đừng có nóng. Mấy cái chuyện này mình búng tay cái là xong mà đúng cưng. Ý của hai đứa bay làm sao? Ý kiến hay đó, dù gì thì nhà đầu tư cũng là người của mình mà. Chị cứ thế mà làm với tụi em về nha chị. Cậu cứ yên tâm làm theo tôi, cơ hội thăng tiến là cực kỳ cao ha. Cậu đây đợi tôi một chút. Này, ông kêu tôi có gì không đạo diễn? Chúng tôi vừa mới suy nghĩ rồi, chắc có thể là chúng tôi không biết tuyển cậu được đâu. Cậu chỉ phù hợp đóng một vài vai nhỏ lẻ thôi. Sao có thể gì được? Hẹn cậu dịp khác đi. Đạo diễn, đạo diễn. Người mới phải không? Khóc lóc thảm thương. Mới bị đánh rớt có một buổi cast. Đúng là vô dụng. Nhưng mà để tôi nói cho cậu nghe nè. Nếu mà cậu muốn sống bằng cái nghề diễn viên này á, thì nói với tôi một tiếng, tôi giúp đỡ chứ. Nếu có điều kiện là cậu chỉ cần làm cho tôi một việc nhỏ thôi. Tôi bao. Việc nhẹ lương cao. Vậy thôi ha. Nếu mà cậu suy nghĩ xong rồi á, thì nói với tôi một tiếng. Nhưng mà tôi nghĩ ngoài con đường này ra thì cậu cũng không còn con đường nào khác. Chị, để tôi làm diễn viên, em sẽ làm mọi thứ. Chị cho phép em theo chị nha. Cậu chắc chưa? Em chắc. Chắc rồi thì theo chị. Quỳnh Kitty đã dẫn Long đến một nhà kho hoang vắng. Tới rồi đó cưng. Đây là đâu vậy chị? Đây là nơi mà sẽ giúp cưng có thật nhiều tiền và trở thành một diễn viên nổi tiếng như cưng hằng mơ. Lo cho người mới đi hai đứa, chị đi. Được rồi, vào vấn đề chính đi ha. Mở vali ra đi. Ơ? Không lẽ mấy người muốn tôi? Trời ơi, bây giờ cậu động não thử xem coi. Bây giờ cậu đang cần tiền phải không? Bây giờ muốn làm có tiền á thì phải là hoàn thành nhiệm vụ. Mình đi. Long. Long. Cô chú làm người rồi. Long, bà với mẹ nuôi con bao năm rồi. Không lẽ không biết con sao Long? Về nhà đi Long. Đừng có chơi trò con nít này nữa. Long. Trời ơi, nhiều tiền dữ hả? Ôi ơi, mẹ ơi, nó tới kìa. Tiền nè anh chị. Nhiều tiền dữ ha. Coi bộ chiếc này ngon rồi đó. Chị quá khen. Rồi tiền chia sao anh? Xíu nó quên đây nè. Đó, tiền của cậu đó, cầm đi. Đúng như tôi nói không? Hết rồi. Hết thật rồi.
Mình chỉ là một thằng vô dụng, chả làm được cái tích sự gì cả. Anh Lâu, tôi đã nghĩ anh bình tĩnh. Nếu anh bước tới một bước nữa tôi nhảy đó. Lâu, con phải không Lâu? Ba, mẹ, sao hai người tìm được con? Lâu à, cho ba với mẹ xin lỗi. Là do ba với mẹ không tốt, ép con quá đáng rồi. Mình về nhà đi Lâu. Không, không thể. Con bây giờ đã làm tội phạm rồi. Lâu ơi, con cũng sai, là do ba mẹ sai. Nếu mà lúc đó ba mẹ không ép con, nếu mà lúc đó ba mẹ chịu lắng nghe con, thì bây giờ nó không xảy ra cớ sự này Lâu à. Con xuống đi con. Ba mẹ Lâu à, con còn trẻ, con còn nhiều cơ hội sửa sai mà con. Về nhà với ba mẹ đi, mình cùng nhau làm lại. Mình cùng nhau làm lại nha con. Ba mẹ, ba mẹ. Trước những lời khuyên của ba mẹ, Long đã buông bỏ những gánh nặng trong lòng và quyết định thú nhận mọi tội lỗi của mình trước pháp luật. Đồng thời, băng đảng của Huỳnh Kitty cùng với những lần giao dịch phi pháp đã được phơi bày ra ngoài ánh sáng và chúng sẽ phải đứng trước vành móng ngựa để chịu trách nhiệm cho tất cả lỗi lầm của mình. Và bác Hồ đã từng nói như thế này: tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì chúng ta phải chiếm lấy bằng ý chí và nghị lực của chính bản thân mình. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta cũng không đánh mất bản thân như nhân vật Lòng. Và lời nói cuối cùng, cho chúng em xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đang có mặt tại đây